Chào bạn, hôm nay thì mình có một sản phẩm đến từ Xiaomi, đó chính là Redmi 4X. Đây là một trong những cái sản phẩm mà đang rất là hot hiện nay trong cái phân khúc giá rẻ. Sản phẩm này thì đang có mặt tại Hùng Mobile với mức giá cực kỳ thơm luôn, và các bạn có thể truy cập vào website hungmobile.vn để xem chi tiết hơn. Còn sau đây là video mình sẽ mở hộp trên tay cũng là cảm nhận nhanh cái sản phẩm này. Tuy là một sản phẩm giá rẻ nhưng Redmi 4X lại được đóng hộp nó khá sang trọng, và sang trọng hơn rất nhiều so với những sản phẩm giá rẻ của Samsung như là Galaxy Z3 Pro hay là Galaxy On 5 2016. Và bây giờ thì mình sẽ mở hộp ra luôn để xem bên trong nó có ngon như bên ngoài hay không. Mình sẽ rạch cái lớp siêu bên ngoài này. Và khi các bạn mua hàng tại Hùng Mobile thì các bạn cũng sẽ được tự tay rạch siêu cái này luôn. Đấy, rất là ngon, rất là yên tâm về chất lượng sản phẩm. Mở hộp ra, đây là nhân vật chính. Và cái phụ kiện chúng ta thì sẽ bao gồm là một cái củ sạc, một sợi cáp micro USB, tay hướng dẫn sử dụng và một cái que đọc SIM. Và như vậy là nó không có tai nghe, thế mới dị chứ lị. Và quay trở lại với sản phẩm của chúng ta thì mình sẽ lột cái lớp siêu phía trước màn hình này đã. Cảm giác của mình khi trên tay cái sản phẩm này đó chính là sự nhỏ gọn, cầm nắm thoải mái và khá chắc tay, vì cái phần vỏ phía sau này nó được làm bằng kim loại nguyên khối, cũng là mặt trước thì chúng ta vẫn có cái màn hình được vắt cong 2.5D, khá tuyệt vời. Các chi tiết nhỏ trên sản phẩm này thì đều được hoàn thiện nó rất là tốt và tỉ mỉ, và chúng ta không có gì để chê về thiết kế sản phẩm này đối với một cái tầm giá chỉ khoảng hơn 2 triệu đồng như này cả. Máy sẽ sở hữu một màn hình rộng 5 inch và có độ phân giải là HD và sử dụng tấm nền khá là ngon, đó là IPS. Màn hình hiển thị khá trung thực, không bị ám vàng như ở các thế hệ trước đây, và góc nhìn cũng khá là tốt. Và tuy nó có độ phân giải chỉ là HD thôi nhưng mà màn hình này nó không rỗ lắm đâu. Và cái điểm mà mình chưa thích ở sản phẩm này đó chính là cái viền màn hình đen ở phía trong này nó vẫn khá là dày và lộ ra khá là nhiều. Ở mặt sau thì cái phần này nó được làm bằng kim loại nguyên khối, và phía trên phía dưới này nó làm bằng nhựa. Ở đây chúng ta sẽ có một cái cảm biến vân tay một chạm được đặt ở vị trí nó rất là hợp lý. Chúng ta cầm máy này và đặt phát là ăn ngay luôn. Phía dưới là logo Mi. Ở phía trên thì chúng ta sẽ có cụm camera sau và đèn flash chỉ có một tông màu thôi. Ở phía bên cạnh phải là phím nguồn và phím tăng giảm âm lượng. Ở phía bên trái là khay SIM, đây là khay SIM live, và chúng ta có thể lắp hai SIM đồng thời hoặc là một SIM và một thẻ nhớ. Ở phía bên cạnh dưới là chân cắm sạc micro USB, loa ngoài và mic thoại cũng được làm giả loa ngoài luôn. Ở phía trên thì chúng ta sẽ có lỗ cắm tai nghe 3.5, mic phụ thứ hai và cái cổng ở ngoại. Đây là cái điều mình rất là thích vì Xiaomi vẫn giữ cái cổng ở ngoại trên cái sản phẩm này của mình. Đây là phiên bản được xách tay từ thị trường nội địa Trung Quốc, cho nên mặc định nó sẽ không có tiếng Việt và CH Play. Tuy nhiên thì khi mua hàng tại Hùng Mobile thì các bạn sẽ được hỗ trợ cài đầy đủ cái phiên bản ROM quốc tế, và chúng ta sẽ có tiếng Việt và sử dụng hoàn toàn bình thường như bản quốc tế tại Việt Nam. Cấu hình máy được trang bị là con chip xử lý Snapdragon 435, và đây là một loại chip dành cho phân khúc giá rẻ. Tuy nó có hiệu năng không tốt nhưng hoàn toàn có thể đủ để đáp ứng cho các bạn nhu cầu sử dụng thông dụng hàng ngày hoặc là các thể loại game nhẹ. Và so với chiếc Galaxy On 5 2016 cùng tầm giá thì chiếc Redmi Note 4X này thì nó có cấu hình còn cao hơn. Và sẽ có hai phiên bản cho các bạn lựa chọn, đó chính là phiên bản bộ nhớ trong 16GB và 32GB, tương ứng với bộ nhớ RAM 2GB và 32GB. Hai phiên bản này thì nó sẽ có mức giá chênh lệch nhau khoảng tầm 500.000 gì đấy. Camera chính và selfie lần lượt là 13 chấm và 5 chấm megapixel. Tuy chưa được ấn tượng cho lắm nhưng trong phân khúc giá rẻ thì đây là một sản phẩm có camera hoàn toàn đáp ứng được các nhu cầu sử dụng chụp ảnh thông thường cho các bạn. Chi tiết hơn có lẽ mình sẽ để dành ở một cái video khác. Và cuối cùng là pin có dung lượng là 4100 mAh, cực kỳ là bá đạo khi đây là một sản phẩm sử dụng một con chip không tiêu thụ nhiều điện năng, cũng như là có màn hình chỉ là có độ phân giải HD mà thôi. Ở trên chiếc Galaxy On 5 cũng có cấu hình tương tự nhưng chỉ sử dụng viên pin có 2600 mAh, mà cái thời gian sử dụng pin là cũng rất là tốt rồi. Thì ở trên Redmi 4X này thì còn bá đạo hơn rất nhiều. Và pin là vấn đề đáng để chúng ta tự hào ở trên sản phẩm này, chỉ có điều là sạc nó hơi lâu một chút vì nó lại không hỗ trợ sạc nhanh và chúng ta sẽ mất khoảng 2,5 tiếng để sạc đầy pin. Đấy, và trên đây là bài mở hộp về trên tay nhanh chiếc Xiaomi Redmi 4X. Và nếu như bạn không quan tâm tới vấn đề thương hiệu nó tới từ Trung Quốc thì không có lý do nào để chúng ta từ chối sản phẩm này trong cái phân khúc giá chỉ hơn 2 triệu đồng cả. Còn ý kiến của bạn thì sao về sản phẩm này thì xin mời hãy để lại comment ở phía bên dưới nhé. Nhớ truy cập vào website hungmobile.vn để xem chi tiết hơn về cái sản phẩm này. Nhớ like, share và subscribe nếu thấy video này hữu ích. Còn bây giờ thì mình xin được chào và hẹn gặp lại.